Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh học toán online Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục giải bài tập trong sách giáo khoa của môn toán lớp 4 Mời các em mở sách giáo khoa của môn toán lớp 4 trang 114 bài luyện tập Đầu tiên các em làm bài tập số 1 rút gọn các phân số Đầu tiên các em rút gọn phân số 14 phần 28 Trước khi rút gọn một phân số, thì các em xem mẫu số có chia hết cho tử số hay không? Nếu mẫu số chia hết cho tử số thì các em sẽ chia cả tử số và mẫu số cho tử số. Ví dụ ở đây là 28 chia hết cho 14, mẫu số chia hết cho tử số. Như vậy các em chia cả tử và mẫu cho tử số. Tức là các em chia cả tử và mẫu cho 14 tử số là 14 chia 14 và mẫu số là 28 chia 14. 14 chia 14 bằng 1, 28 chia 14 bằng 2. Như vậy, phân số 14 phần 28 được rút gọn thành phân số 1 phần 2. Phân số 1 phần 2 không thể rút gọn nữa, thì người ta gọi phân số này là phân số tối giản. Ở đây phân số 1 phần 2 đã tối giản. Tiếp theo các em rút gọn phân số 25 phần 50. Các em nhận thấy mẫu số là 50 chia hết cho tử số là 25. Như vậy các em chia cả tử và mẫu cho 25. Tử số là 25 chia cho 25 và mẫu số là 50 chia 25. 25 chia 25 bằng 1. 50 chia 25 bằng 2. Như vậy 25 phần 50 các em rút gọn được phân số 1 phần 2. Tiếp theo các em rút gọn phân số 48 phần 30. Ở đây tử số không chia hết cho mẫu số và mẫu số cũng không chia hết cho tử số. Như vậy các em làm thế nào? Bây giờ các em phải xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho một số tự nhiên nào lớn hơn 1. 48 các em nhầm lại 48 thì bằng 6 x 8. 6 x 8 bằng 48. 30 thì bằng 6 x 5 6 x 8 và 6 x 5 Có chung thừa số là 6 Như vậy các em chia cả tử và mẫu cho 6 Tử số là 48 chia 6 Và mẫu số là 30 chia 6 48 chia 6 bằng 8 30 chia 6 bằng 5 Như vậy 48 phần 30 Các em rút gọn bằng 8 phần 5 Tiếp theo các em rút gọn phân số 81 phần 54. Bây giờ các em xét xem 81 và 54 cùng chia hết cho một số tự nhiên nào lớn hơn 1. 81 thì bằng 9 x 9. 54 thì bằng 9 x 6. Như vậy 81 và 54 cùng chia hết cho cho 9. 9 x 9 và 9 x 6 có thừa số chung là là 9. Như vậy các em chia cả tử và mẫu cho 9. Nhưng ở đây các em lưu ý là 81 chia 9 thì bằng 9, 54 chia 9 bằng 6. Tức là 81 phần 54 bằng 9 phần 6. Nhưng các em nhận thấy 9 phần 6 thì 9 và 6 cùng chia hết cho 3. Tức là 9 phần 6 là phân số chưa tối giản. Lần thứ nhất, tử và mẫu chia 9, lần thứ hai tử và mẫu cùng chia cho 3. Như vậy các em có thể làm Ngắn gọn lại ngay từ lúc đầu bằng cách chia cả tử và mẫu cho 9 nhân 3 bằng 27. Tức là các em lấy tử số là 81 chia 27 và mẫu số là 54 chia 27. 81 chia cho 27 thì bằng 3 và 54 chia 27 thì bằng 2. Như vậy 81/54 các em rút gọn được phân số 3/2. Tiếp theo mà các em sang bài tập số 2, trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng phân số 2/3? Thứ nhất là phân số 20 phần 30 Thứ hai là phân số 8 phần 9 Và thứ ba là phân số 8 phần 12 Ở đây các em sẽ phân tích và giải bài toán là như sau Đầu tiên các em nhận thấy phân số 2 phần 3 là phân số đã tối giản Tức là các em không thể rút gọn phân số 2 phần 3 được nữa Như vậy để biết trong 3 phân số bài toán cho Phân số nào bằng phân số 2 phần 3 thì bắt buộc các em phải rút gọn ba phân số đó. Phân số nào sau khi rút gọn bằng với số 2/3 thì đấy chính là phân số mà các em cần phải tìm. Đầu tiên các em rút gọn phân số 20/30. 20 bằng 2 x 10, 30 bằng 3 x 10. 2 x 10 và 3 x 10 có chung thừa số là 10. Như vậy các em chia cả tử số và mẫu số cho 10. Tử số là 20 chia cho 10 và mẫu số là 30 chia cho 10. 20 chia cho 10 bằng 2, 30 chia cho 10 bằng 3. Như vậy, 20 phần 30 bằng 2 phần 3, các em tìm được phân số thứ nhất. Tiếp theo là đến phân số thứ hai là phân số 8 phần 9. Ở đây các em nhận thấy phân số 8 phần 9 không thể rút gọn được nữa, như vậy 8 phần 9 là phân số tối giản. Tiếp theo là phân số 8 phần 12. 8 thì bằng 4 x 2, 12 bằng 4 x 3 4 x 2 và 4 x 3 có chung thử số là 4 Như vậy các em chia cả tử và mẫu cho 4 Tử số là 8 chia 4 Và mẫu số là 12 chia 4 8 chia 4 bằng 2 12 chia 4 bằng 3 Như vậy 8 x 12 em rút gọn bằng 2 x 3 Các em tìm được phân số thứ 2 bằng phân số 2 x 3 Đó là phân số 8 x 12 Như vậy các em kết luận là các phân số bằng 2 x 3 là Thứ nhất là 20/30. Thứ hai là phân số 8/12. Tiếp theo mà em sang bài tập số 3, trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng 25/100? Thứ nhất là 50/150. Thứ hai là 5/20 và thứ ba là 8/32. Ở đây các em nhận thấy là phân số 25 phần 100 là phân số chưa tối giản. Như vậy đầu tiên các em phải rút gọn phân số 25 phần 100. Hoặc là các em rút gọn ba phân số này trước. Sau khi rút gọn xong ba phân số này, các em rút gọn tiếp phân số 25 phần 100. Sau đó các em so sánh. Cụ thể, chúng ta sẽ làm bài toán là như sau. Đầu tiên các em rút gọn phân số 50 phần 150 trước. Ở đây các em nhận thấy 150 chia hết cho 50. Như vậy các em chia cả tử và mẫu cho 50. Tử số là 50 chia 50 và mẫu số là 150 chia 50. 50 chia 50 bằng 1, 150 chia 50 bằng 3. Như vậy 50 phần 150 bằng 1 phần 3. Tiếp theo các em rút gọn phân số 5 phần 20. Ở đây các em nhận thấy 20 chia hết cho 5. Như vậy các em chia cả tử và mẫu cho 5 tử số là 5 chia 5 và mẫu số là 20 chia 5. 5 chia 5 bằng 1, 20 chia 5 bằng 4. Như vậy 5 phần 20 bằng 1 phần 4. Tiếp theo các em rút gọn phân số 8 phần 32. 32 chia hết cho 8, như vậy các em chia cả tử và mẫu cho 8. Tử số là 8 chia 8 và mẫu số là 32 chia 8. 8 chia 8 bằng 1, 32 chia 8 bằng 4, như vậy 8 phần 32 bằng 1 phần 4. Bước tiếp theo là các em rút gọn phân số 25 phần 100. Ở đây các em nhận thấy 100 chia hết cho 25, như vậy các em chia cả tử và mẫu cho 25. Tử số là 25 chia 25 và mẫu số là 100 chia 25. 25 chia 25 bằng 1, 100 chia 25 bằng 4. Như vậy, trong 3 phân số này, các em tìm xem Phân số nào sau khi rút gọn bằng 1 phần 4 Thứ nhất là phân số 5 phần 20 bằng 1 phần 4 Thứ hai là phân số 8 phần 32 bằng 1 phần 4 Vậy các phân số bằng 25 phần 100 Tức là bằng 1 phần 4 là Thứ nhất là 5 phần 20 Bằng 1 phần 4 thì có nghĩa là bằng 25 phần 100 5 phần 20 bằng 1 phần 4 tức là bằng 25 phần 100 8 phần 32 bằng 1 phần 4 tức là bằng 25 phần 100 Như vậy các em tìm được hai phân số Bây giờ mời các em sang bài tập số 4 tính theo mẫu A nhỏ các em có mẫu là tử số là 2 x 3 x 5 Mẫu số là 3 x 5 x 7 Ở đây các em nhận thấy nè, tử số Câu 3, mẫu số câu 3. Như vậy, các em chỉ việc chia cả tử và mẫu cho 3. Tức là các em gạch số 3 đi. Gạch số 3 đi, các em có thể hiểu ngầm là các em đã chia cả tử số và mẫu số cho 3. Tử số có 5, mẫu số có 5. Các em tiếp tục chia cả tử và mẫu cho 5. Ở đây, các em gạch 3 đi và gạch 5 đi ở à, tử số và mẫu số thì các em có thể hiểu ngầm là các em đã chia cả tử và mẫu cho 3 sau đó chia cả tử và mẫu cho 5 thì lúc này tử số còn lại là 2 và mẫu số còn lại là 7 như vậy các em rút gọn phân số được phân số 2 phần 7 tiếp theo các em sang câu B 8 x 7 x 5 phần 11 x 8 x 7 tử số có 8 mẫu số có 8 các em chia cả tử và mẫu cho 8 Tử số có 7 Mẫu số có 7 Các em tiếp tục chia cả tử và mẫu cho 7 Thì lúc này tử số còn lại là 5 Và mẫu số còn lại là 11 Như vậy các em rút gọn phân số Được phân số 5 phần 11 Tiếp theo các em sang câu C 19 x 2 x 5 Phần 19 x 3 x 5 Tử số có 19 Mẫu số có 19 Các em gạch 19 đi các em có thể hiểu ngầm là các em đã chia cả tử và mẫu cho 19. Tử số có 5, mẫu số có 5. Như vậy các em chia tiếp cả tử và mẫu cho 5. Thì lúc này tử số còn lại là 2 và mẫu số còn lại là 3. Phân số được rút gọn bằng 2/3. Thì như vậy video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và nhớ nhấn vào biểu tượng hình cái chuông để nhận các video mới nhất từ kênh học toán online. Đừng quên để lại bình luận của mình ở cuối video để động viên đóng góp và xây dựng cho kênh học toán online ngày một phát triển và hoàn thiện hơn. Nếu có bài toán nào không hiểu hoặc không giải được thì các em có thể liên hệ với fanpage của học toán online trên Facebook theo đường link đặt ở phần mô tả của video. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các clip tiếp theo.